giờ đêm thì nó gọi cái cửa nó cất. Nó leo lên trên lầu, có đợi trên lầu á. Rồi. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể quý Phật tử xa gần. Hôm nay là có thể là cái ngày chủ nhật gọi là cuối năm tất niên, là 26 Tết rồi hả? 26 âm lịch tháng Chạp. Sở dĩ cái phong tục truyền thống của người Việt chúng ta nói tất niên, nói tân niên, chứ thực sự thật thì các vị đế có cái gì gọi là tắt ở đâu? Tắt, mình vì cái ngày tắt đó để cho muốn ông bà, muốn cho con cháu dừng lại bớt mọi công việc vào cái ngày cuối năm, gọi là hoàn tất để mà đón một cái năm mới cho nó tốt đẹp hơn. Chứ thật chất thì các vị thấy thời buổi hiện nay chúng ta không có gì gọi là tắt được hết trơn ấy. Tắt bật thì có, chạy tắt bật. Hôm nay là cái buổi học, cũng là cái buổi cuối của cái bài kinh mà chúng ta học từ bấy lâu nay, đó là chấm dứt sự tranh cãi. Trước khi học cái bài kinh này thì tôi xin chia sẻ cho quý vị một cái niềm vui là sáng nay tôi cùng với hai ba em Phật tử ở Việt Nam là tổ chức một cái sự kiện vui. Vui có nghĩa là đem lại sự lợi ích cho người. Các Phật tử là Phật tử rồi nên nhớ chúng ta không phải làm cái việc gì đó lớn lao, gọi là đánh đông dẹp bắt hay là kinh thiên động địa mới gọi là làm việc tốt đâu. Có những cái chuyện chúng ta làm nó nhỏ thôi, nhưng mà đem lại sự lợi lạc cho số đông, cho con người, thì như vậy gọi là phước á. Chiều hôm qua thì tại vì mấy hôm nay khí hậu của chúng ta nó không có được tốt đẹp, hay mưa cho nên tôi không có thể đi dạo được, thành ra ở trong nhà đi tới đi lui. Rồi ngày hôm qua thì được rảnh, tại vì mấy ngày trước thì đã làm một số thức ăn gửi biếu cho quý vị các cái tiểu bang mà không có cái chỗ để mà mua thức ăn chay ngày Tết. Cho nên tôi biếu vài Phật tử thâm tình, thành ra cho tới ngày hôm qua mới được rảnh. Thì chiều qua khi rảnh thì mình nằm mình suy nghĩ. Thì ai cũng vậy thôi, có những lúc, những phút giây ta rảnh đó, thì có người thì nằm suy nghĩ thì suy nghĩ cái chuyện tốt, có người thì suy nghĩ rồi nhớ chuyện này chuyện kia là đau khổ, nó tùy cái hoàn cảnh. Tôi suy nghĩ những ngày cuối năm thì tôi nhớ lại khi tôi còn nhỏ, cách nay mấy mươi năm mà phải, thì lúc mà tôi ở Sài Gòn, lúc đó tôi chưa biết gì về cái vấn đề từ thiện hết á. Bữa hôm đó tôi có đi vô thăm một người bệnh ở dưới quê, người ta lên, ta bị tai nạn, ta lên nằm bệnh viện. Thì cái người bệnh đó là cái ngày cuối năm, vì người ta bị giống như tai nạn, bị hộp sọ đó. Cho nên người ta không có được về. Rồi thành ra rất cô đơn trong cái ngày cuối năm mà ta không được về ăn Tết. Thì các vị thấy ở nhà quê thì dường như cái tập tục ông bà mình xưa nay là cái gì cái chứ con cái đi ngược về xuôi cũng phải quay về cái ngày Tết cổ truyền. Thành ra mà những người không được về Tết mà mình đi vô thăm bệnh viện, tôi mới thấy là cái sự vắng lặng của cái bệnh viện. Và mới thấy nhớ thương những cái người mà người ta vì hoàn cảnh mà ta không thể về ăn Tết được trong những ngày giáp Tết. Trong khi đó thì nội tổ của tôi thì lại cũng mất ngay ngày 29 Tết. Thành ra hồi, nhưng mà khi bà tôi mất thì tôi không có bên bển. Mới mấy năm nay thôi, cho nên tôi không có nghĩ được cái sự thực tế mà thấy được cái sự trống vắng đó. Mà tôi chỉ nhớ mấy mươi năm trước khi tôi còn trẻ, tôi tình cờ đi vô thăm một người bệnh ở bệnh viện vào ngày 30 Tết.
tôi mới nhớ lại những hình ảnh mà các Phật tử nhớ rằng đó là không lót dép ngồi hóng luôn. Người ta nói ngồi ngồi lót dép ngồi hóng, có những người dưới quê người ta đâu có biết mang đôi dép, ta nghèo, thời đó còn nghèo mấy mươi năm trước mà. Nhưng mà người ta đi đi nuôi người nhà bệnh ở bệnh viện ở Sài Gòn thì người ta phải mang đôi dép. Và người ta mang đôi dép, mà cái người mà mang dép liên tục á thì không có thấy ngỡ ngàng. Còn mấy người mà lâu lâu mới xỏ đôi dép ra thì nó lạ kỳ lắm. Thế thì họ lên họ nuôi, họ nuôi người bệnh. Mà quý vị biết là cái bệnh viện mà nó dễ mất lắm nha. Dễ mất đồ, nhất là ngày Tết đâu có người bảo vệ. Nhớ họ có nhiều người họ ôm đôi dép, họ cặp nách gì nè, họ cặp nách, họ đứng, họ giờ phải đứng, họ giờ phải chống lạnh, họ giờ mà hóng, gọi là hóng đó. Đó là có người thì lắp đôi dép để ngồi, mà ngồi sầu tư lắm. Cái tôi nhớ họ nói là trời, nhớ cái họ nhắc lại hôm nay tôi thèm, nhớ về quê mình bữa nay là có nồi thịt kho hộp vịt đó. Thèm quá, tại sao hồi quê mình hồi hồi chưa lên bệnh viện thì không thèm, mà tới đây tự nhiên nhớ cái hương vị, họ nói như vậy đó. Thật ra chiều qua khi tôi nghĩ như vậy thì tôi mới suy nghĩ, tôi nói bây giờ tôi ước mong á, không mấy ai mà phát cái tâm mà bất cứ bệnh viện nào, miễn là ở bệnh viện thì thôi, nấu cho được cái nồi thịt kho hộp vịt để mà đi vô miếu cho những người mà ta không có về Tết được. Thì sáng nay tôi mới điện cho mấy em nó họp Viễn Liên, họp qua cái group. Thì cuối cùng thì một em ở Cần Thơ và một em ở Trà Vinh, thì vợ chồng tụi nó cũng may mắn là có cái phước là được cái phước không có phải đi làm mà cũng không có phải đi buôn bán chi. Tôi hỏi các em nó làm được không, nó nói được, thì tôi mừng quá. Thì tôi mới bảo là thôi bây giờ tụi con làm phước đi, bởi vì tụi nó còn nhỏ hơn tôi hết rồi. Thì bây giờ hãy làm việc đó vào cái ngày 30 Tết. Thì bây giờ thì biếu hai bệnh viện, đó là bệnh viện Trà Vinh và bệnh viện Cần Thơ. Tuy rằng cái bệnh viện thì mang tiếng bệnh viện lớn ở tỉnh, nhưng mà nhớ là có những người rất khổ, họ họ bệnh, họ phải chuyển viện lên tỉnh. Thì họ đâu có điều kiện để họ xuất viện, để họ về rồi qua Tết họ lên. Thì thôi họ nằm lại luôn. Thì bây giờ cái mình, tôi không có kêu gọi ai hết, bởi vì đâu dám kêu gọi nữa, là tại vì mới vừa hai ba chuyện từ thiện qua, bây giờ tối ngày ông thầy chùa mà cứ mở miệng tiền tiền không. Thì một lòng tôi nói thôi, còn cái số tiền quỹ mà để định Phật đản năm nay các nhà tình thương á, thì thôi giờ lấy nó ra để mà làm đi. Thì bây giờ nó không bao nhiêu tiền đâu, chỉ có mỗi người thì tôi thích là cho ta một cái gô thịt kho hộp vịt, rồi một hộp cơm, rồi dưa dưa cải cà chua, đó, với vài miếng bánh ngọt hoặc là mì gói để cho người ta ăn trong hai ngày Tết. Hai thôi chứ mình không có tới ba. 30 mùng 1 thì đâu ai buôn bán chi. Thì họ có họ ăn như vậy. Còn những cái bệnh nhân mà quá nghèo mà họ nằm một chỗ á, thì các em cũng tới trực tiếp mà ghi hình để xin hỏi hoàn cảnh của họ. Mình cũng quảng bá lên trên mạng, nếu có ai giúp đỡ được, biết đâu có người ta coi, ta cảm động, ta giúp đỡ, mình cũng được cái phước. Chứ còn bây giờ á, nó vô số cái khổ đau mình đâu có làm hết được, nhưng mà mình làm bằng cái tấm lòng của mình. Vì tôi nghĩ rằng Đức Phật dạy rất rõ đó, cái việc nào thiện á thì mình đã phát triển mình làm, chứ đừng có ngần ngại. Mà cái chuyện nó thực tế như vậy thì được hai em nó rảnh, sau đó nó nói câu nó, trời ơi, tụi con đang định không biết kiếm việc gì làm, chứ còn ngày Tết mà không có việc làm á là ở nhà cái mấy anh em với bạn quá sớm nó rủ nhậu riết cũng chết. Bây giờ có việc làm nó cũng mừng như vậy. Tôi cũng cảm thấy vui. Nhiều khi mình có tiền nhưng mà không có nhân sự làm sao mình làm. Đúng rồi. Đó, thành ra vừa là tổ chức cho mấy đứa trẻ nó làm những điều phước, nó có công việc làm được làm. Thế thì tôi mới nghĩ vào chiều ngày hôm qua, sáng nay tôi phát khởi, thì lại có mấy vị ủng hộ về tinh thần cũng như về vật chất.
Đúng như về công việc thì đó là tôi báo cho các vị thấy nó vui. Sau cái chuyện gì á mà mình làm được lợi ích cho người á, mình cảm thấy nó vui rồi. Còn ai cái trên đời này ai muốn nghĩ sao nghĩ, mình làm đúng với lương tâm của mình. Hơn nữa là tại vì cũng hơi chảnh là tại mình nghĩ là có số tiền để định cất nhà. Mình làm chứ còn tự nhiên đụng cái nói thì tiền ở đâu. Thì thôi giống như mình gọi là liều mệnh. Thế thì quý đạo hữu ý tôi nói cái gì, các chị thấy là rõ ràng cái đồng tiền đó là sức mạnh. Đúng, không có nói là không làm được việc gì nha. Như vậy là đồng tiền thì người ta nói nó hai mặt. Nó lại làm đem lại biết bao nhiêu cái điều lợi ích cho người. Nhưng mà nếu không khéo á, thì chính cái đồng tiền này nó giết chết người hồi nào không hay, thấy không? Nó rõ ràng hai mặt. Vì vậy mà khi làm những cái việc này thì đúng ra thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Cẩn thận vì cái đồng tiền nó hai mặt như vậy. Nó là, nó không có phải là dao, nhưng mà nó giết mất cái tình nghĩa, cắt đứt cái tình cảm con người. Lúc nào không hay không biết. Nó làm cho mất cái lòng tốt của người cũng không hay không biết. Nó tạo cho con người có lòng tốt, nó tạo cho con người có tình thương. À, nó quèo, nó kêu ôm, nó thấy chưa? Nó ấm, nó con cho con xin lỗi đang nói chuyện, thấy con xê xê, nó quèo cô đó. Là tại vì ý nó biểu là không phải... Dạ, con biết nữa. Là ôm đó. Nó phải ôm, nó ấm. Em không biết điều. Đó, thành ra trở lại vấn đề. Cái tay trắng kìa. Đó là vấn đề thì... thì chúng ta làm được gì, gì phước mừng lắm. À, đó là cái điều mà thông báo để cho quý vị vui. Thì thôi thì có như vậy, có những cái điều kiện, có những cái việc làm mà không tính trước mà mình phát khởi là có trong tâm, có người ủng hộ, có người lo, thì đây là Phật bổ xứ, là Bồ Tát gia hộ à. Còn có những cái chuyện á, có nhiều khi mình cái chuyện nhỏ thôi mà mình nghĩ cả tuần cả tháng mà nó không thành tựu nha. Có những cái chuyện đó, ví dụ như hôm rồi chuyện đi giúp cho đồng bào ngoài Bắc đó. Tôi đâu có nghĩ là nó ngoài cái khả năng gì đâu, mà trong khi thông báo chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi là gần đủ. Cuối cùng nó lại đi rất là viên mãn. Thật sự các thầy trò đi như các em ở Việt Nam, chính tụi nó cũng phải bỏ thêm tiền ra thay vì nó đi chơi. Thì bây giờ nó bỏ tiền ra, nó ăn ngủ khách sạn, nó chi phí cho bản thân nó. Thì thay vì đi chơi mà đi làm phước luôn. Làm đúng như vậy cho nên thầy trò không có ai mà khó khăn về lương tâm hết trơn á. Bởi vì phải chi mà mình lấy cái tiền của bá tánh, của những nhà hảo tâm ra mình chi trả mấy việc đó thì mình cũng còn ngần ngại. Đó cho nên tôi thấy mấy em nó làm được việc kiện tôi mừng lắm. Đó là cũng là cái niềm vui. Như vậy thì cuối năm mà mình còn nghĩ tới điều lành, mình còn làm điều lành, dù là điều của mình làm nó không phải là lớn lao, nhưng mà nó đem lại cái niềm an ủi cho người rất lớn. Hôm nay tiếp tục học cái bài kinh chấm dứt sự tranh cãi. Có thể đây là bài kinh, đây là ba cái đoạn cuối cùng để hết bài kinh này, cũng là cái dịp cuối năm luôn, để rồi sang năm mình học cái bài kinh mới. Nhớ cái bài kinh này từ ngày học tới giờ đó là 4 kỳ, hôm nay là kỳ thứ 5, là kỳ chót. Cái bài kinh này thì đại ý để nói về cái thái độ độc quyền về chân lý và những tai hại do thái độ ấy gây ra. Như vậy để nói rằng chân lý thì không ai có quyền độc quyền hết, nó chân lý là nó của chung, không của riêng ai. Thành ra không ai có quyền độc quyền về chân lý. Kiểu như tôi nhớ cái bài thơ mà tôi không biết cái bài thơ nào hồi xưa tôi đọc ở đâu, mà sao tôi nhớ có hai câu chót mà tôi tâm đắc hoài. Đó là giang sang hỏi đó ai là chủ, để khách quan hà dạ ngẩn ngơ. Cái giang sang cổng tú thì không ai là chủ hết á. Giang sang hỏi đó ai là chủ, nhưng mà để khách quan hà, mình là khách quan hà nè. Khách đến cuộc đời này là lữ khách nè. Mà ngẩn ngơ là tại vì ai cũng muốn tranh giành, ai cũng muốn cướp đoạt. Mà dường như ai cũng muốn hết trơn chứ ai không muốn. Chẳng qua là cái người mà không muốn là thứ nhất là cái người trí, là họ vì
họ nghĩ muốn cũng không được. Thứ hai là họ họ thấy thân phận nó thấp bé cho nên họ muốn cho cái người mà hơi thông minh một chút là đều là muốn làm chủ thiên hạ, hỏi không? Thế gian nó vậy đó. Nên tôi nói với gian sang hỏi nó ai là chủ để khách quan hà dạ ngẩn ngơ. Cho nên khi mà tin rằng cái thấy của ta là chân lý thì ta cũng tin rằng con đường ta đi là con đường duy nhất đưa đến chân lý. Đây là gốc rễ của sự độc tài và bạo động. Cho nên những người mà tự đặt cho mình là giỏi, là duy nhất trên đời này thì những người đó thất bại. Tôi nhớ cái việc triều chính ngày xưa có một nhà vua, ông vua này rất tài giỏi chứ không phải là người bình thường, nhưng mà ông có cái bệnh độc tài. Mỗi lần ông lâm triều mà ông nói cái gì ra thì dường như là tất cả mọi người đều thấy cái tài giỏi của ông, cho nên cho là ông phát đoán như vậy là đúng. Họ đều nói dạ muôn tao bệ hạ chí phải, dạng tế, dạng tế, dạng dạng tế. Cái chuyện gì mà ông vua đưa ra thì mọi người cũng chí phải vạn tế hết. Dạ, tung hô. Cho nên ông vua mừng lắm. Dạ. Ông nói vậy là trên đời này có mình trọng là số 1. Trọng là số 1. Không ông quan nào dám cãi hết trơn á. Bữa đó ông mừng quá, ông về ông khoe với bà hoàng hậu. Hoàng hậu hỏi chứ ủa thưa bệ hạ, bữa nay lâm triều không biết là bệ hạ có chuyện chi mà bệ hạ vui ra mặt vậy, bệ hạ có thể chia sẻ cho thần thiếp biết được không? Bởi vì thần thiếp muốn chia sẻ cái nỗi sướng cùng sướng và khổ cùng chia mà, thì bệ hạ có thể chia không? Thì ông vua nói thần thiếp ơi, ái phi ơi, triều đại này chỉ có mình trọng là số 1. Trọng là số 1 mà. Trọng phán cái gì ra là không một báo quan nào mà ý kiến hết là đều là chí phải hết. Thế thì bà Tứ Phi này bà khóc quá trời bà đó. Thôi trọng thằng thiếp xin lại hoàng à, hoàng thượng trước, vì cái ngày mà thằng thiếp cách xa hòa thượng đó, nó gần quá, nó không còn lâu nữa. Ông vô nói ủa giáng sinh này có trọng, quyết định này của trọng, yeah. Ai là người dám ly cách giữa trọng với hoàng hậu, mà hoàng hậu nói như vậy, yeah. Dạ không, bởi vì trên đời này đó cái gia sang này có mình hoàng thượng, hoàng thượng là người tài ba, người anh minh nhất, người giỏi nhất, yeah. Mà tất cả những người mà theo hoàng thượng toàn là những đám định thần không à, yeah. Rồi bóp giặt nó kéo qua đó, nó cũng chí phải nữa, cái là coi như là lúc đó hoàng thượng lấy ai mình đang đỡ, yeah. Giá như hoàng triều á mà khi hoàng thượng nói ra có cái người trung thành, yeah. Người ta phân tích, người ta bàn bạc, yeah. Người ta góp ý thì để cho hoàng thượng thấy cái sự cái nỗi lo của hoàng thượng là nỗi lo của thành của bá quan trong họ. Giang sơn này là của bao quan trong họ, và yeah. Hoàng thượng này chỉ là người đại diện để mà chăn dân thì cái giang sơn này nó mới tồn tại, yeah. Còn giang sơn này mà nếu của hoàng thượng không biết có một mình và ý của hoàng thượng không thì cái ngày mất nước nó gần kề, yeah. Đó là nói cái gì độc tài đó, yeah. Mà khóc quá trời thì ông vua ông mới suy nghĩ, đúng là ông vua ông tài mà không có tài, yeah. Ông nhờ có cái tài giỏi thông minh nên ông mới suy nghĩ lại đó. Đúng bà hoàng hậu nói đúng, hoàng hậu nói gì đúng, ngày mai trọng lâm triều nếu trọng phá cái gì ra là ông nào đó phải là trọng đất mười roi. Thế thì ông thử ngày mai ông lâm triều ông nói chuyện sai, cái chuyện nó sai mà mấy ông quan nó quen cái tặng đó rồi, dạ vương tâu hoàng thượng nghe chứ phải là dạng thế đánh mười rồi, theo đeo mười rồi. Ông nói tại sao hồi đó giờ hoàng thượng nói cái gì thì hả tôi hả thằng cũng chứ phải nên là bữa nay sao mà hoàng thượng nói vậy. Ông nói tại vì các ngươi, vì các ngươi mà làm cho ta tự cao, ta ngạo mạn, ta độc tài, yeah. Nếu như giang sang này mà giặt đem quân sang thì chắc các ngươi trốn hết chi phải, còn người ta thì làm sao mà ta giữ được cái giang sang cộng tố của tiên đế. Yeah. À, thành ra cái câu chuyện nó đơn giản nhưng mà quý vị đạo hữu thấy đó, nó rất là
triết lý, thấy không? Nhiều khi trên cuộc đời này mình tu hành cũng vậy, mà ngoài đời cũng vậy, mà mình lãnh đạo, tu hành là lãnh đạo tinh thần, ngoài đời là lãnh đạo một cái cơ sở, một cái doanh nghiệp hay một quốc gia. Mà độc tài, mà độc tôn, mà độc nhất vô nhị thì coi như mất nước không hay. Lúc nào quá cho cái tam gì đó nhé. Thành ra chỗ đó đó, thì từ cái bài học mà bốn kỳ rồi đó, tôi cũng xin đúc kết lại cái câu chuyện nó như vậy. Còn lại ba bài cuối thì cũng tiếp tục cái ý đó để cho nó dứt điểm cái bài. Tùng dị hành đắc dễ tịnh, bỉ tê tịnh bất kế tạng. Đây thầy ốm gì chứ quên rồi. Nó lên ký đó. Nó lên ký hết 10, hết 5 ký nó ra chứ. Trời ơi. Bỉ tê tịnh bất kế tịnh, thị dị học văn tọa am. Thì vị học văn tọa an, tự tham câu ngã kiên thịnh, hoặc dạy là tùng dị hành đắc giải tịnh. Mà nếu mà ta đi theo hành trì một cách khác người đó, tùng dị hành là ta đi theo mà ta hành trì dị là khác, một cách khác người đó, thì có những cái kiến giải và phương pháp để mà thanh lọc người khác, đắc giải tịnh, để mình muốn là mình được giải thích, để mình gạt người ta qua một bên á, thì cuối cùng thì đó không có nghĩa là mình đã đạt tới cái chân lý tối hậu. Đó là thái độ dẫm chân tại một chỗ, bỉ ti tịnh bất chí tạng, là thật sự cái phương pháp đó không phải là phương pháp tối hậu, chí tạng đó không phải là phương pháp tới tột cùng đó. Đó, thị vi học văn tọa an, đó là cái thái độ mà ngồi lại một chỗ, dẫm chân vào một chỗ, nghe như vậy, biết như vậy, hiểu như vậy, mà mình chấp nó là cái hiểu biết tối thượng rồi, thì mình có nghĩa là con người mình dẫm chân một chỗ. Tự tham câu ngã kiên thịnh là làm cho người ta càng ngày càng kẹt cứng vào tư kiến của mình. Tự mình làm cho mình câu ngã là kiên thịnh, là làm cho mình kẹt cứng. Cho nên từ cái chỗ này á, mà ngày hôm qua đó tôi giải thích cái bài về trong kinh Pháp Bảo Đàn á, cái chỗ này để bữa nay giải thích trở lại một chút cho Phật tử hôm qua chưa nghe. Hàng ngày tất cả chúng ta đó đều sống bằng cái thức nha. Hiện giờ là chúng ta mà sống nhận thức không à? Có thức đây là học thức, hoặc là nó mới vừa mở mang cái thức thôi. Thì thức này đó, thì các vị nhớ nó có 8 phải không? Người nói 8 vua, 8 ông vua đó, gọi là bát thức tâm vương á. Rồi cái gì đâu? Các vị nhớ không? Là gì mà gọi là 8? Nhãn, cái gì nữa? Đằng mắt phải không? Nhĩ. Tỷ, thiệt, đó lưỡi, thân, ý, mạc na, a lại gia, đúng không? 8. 5 cái này đó là một nhóm nè. Cái này là nhóm thứ hai nè.
cái này là nhóm thứ ba nè, cái này là nhóm thứ tư, giờ tôi chia vậy dễ nhớ lắm nè, các chị có quay phim này không? Nó là dễ nhớ, để thôi hồi đó về học học đó chia làm bốn, tám cái này chia làm bốn. Thì cái bây giờ cái nhóm thứ nhất nè, nhãn nhĩ tưởng thiệt thân dùng một chữ thôi thì nó sẽ ra năm chữ kia. Nhãn đây trước mắt con mắt đây là gọi là nhãn cầu phải không? Rồi có nhãn cầu nè, các vị dùng cái con mắt nhãn cầu là con mắt thịt của cha mẹ sinh ra hai trồng ngươi này, thật sự nó chỉ là có để mà có thôi, nhưng mà khi nó nhìn thấy á, nó phải đưa vô cái hệ thần kinh, thấy không? Cho nên con mắt này mà nếu mà không khéo mà đi trị á, mà gặp bác sĩ dỏm á, mà nó lột ha, hồi mà nó lột trúng hệ thần kinh, nó chạm có khi là méo miệng nghe, có khi là bị tâm thần luôn. Thế thì cái nhãn cầu này gọi là phù trần căn, trong kinh, trong di thức gọi là phù tràn căn, là con mắt nó phù ra ngoài phải không? Dạ. Nó kết hợp với cái hệ thần kinh, cái này gọi là tịnh sắc căn. Vì cái thần kinh nó nằm ở dưới cái lớp nhãn cầu này, trong này nó tùm lum dây nhợ tùm lum hết trơn mà mình không thấy thôi. Nè, thế thì hai cái này nó kết hợp thì nó mới đưa lên cái cuối cùng đó, nó đưa về ở trên cái não bộ này nè đó, thì gọi cái này là thắng nghĩa căn. Bởi vì hai cái này đó nó nhìn nó thấy nó đưa lên cái thần kinh này. Bây giờ tôi ví dụ như nó giống như cái máy computer. Computer thì nó có cái ổ, ổ cứng, ổ mềm gì đó, phải không? Cái máy computer nó có cái ổ đó, thì cái máy computer, cái ổ đó đó là nó là cái phù trần căn. Cái ổ đó nó chứa bao nhiêu cái chuyện trong đó mà mình không thấy nó được thì gọi là cái tịnh sắc căn. Khi các chị bắt nó lên, nó mới hiện ra nào là tài liệu, nào này kia, những cái gì các chị chứa nó gọi là thắng nghĩa căn. Thì con mắt này, cái não bộ này nó cũng y như vậy, tôi dẫn chứ dẫn chứng vậy, quý vị hiểu chưa? Thì như vậy cái nhãn cầu á, thí dụ nó thấy cái này là màu, nó thấy cái này là màu xanh, nó thấy cái cửa nó màu xanh. Thật chất á, con mắt này vừa thấy thôi, nhưng mà nó tiếp ứng cái hệ thần kinh này. Và hệ thần kinh này nó mới lục ra liền tức khắc nhạy trong một cái nháy mắt thôi, thì nó thấy này nó biết màu xanh nè. Nhưng mà nếu những người mà bệnh tâm thần mà cái hệ thần kinh người ta yếu rồi đó, thì có khi người ta thấy chúng ta không để ý màu gì, cơ vì nó không đủ cái bản lĩnh, giống như cái hệ thần kinh nó bị có vấn đề, nó giống như nó chạm rồi, nó chạm thì màu này có thấy nó cái bánh này, nhưng mà thật sự cái cửa. Còn bây giờ tôi nói đây là tôi nói những người mà nó đang đầy đủ nha. Thì như vậy cái thắng nghĩa căn này nó mới có quyền quyết định là coi cái này á là cứng hay là mềm, cái này là cánh cửa hay là cái bánh, cái này nó màu xanh hay nó màu gì này kia cái nọ là do cái thằng thắng nghĩa căn. Nhưng ba cái này đó mà nếu không có thằng ý này đó nó chen vào thì không làm ăn gì được hết đó nghe, đúng không? Do cái thằng này nè, nó chạy lung tung lang tang nè, nó ghê lắm. Thí dụ như bây giờ các Phật tử gặp được cái người nào đó mà mấy chục năm nè, thí dụ lỡ tình cờ đi chợ đi đâu đó gặp mình mừng lắm, phải không? Mới đầu mình gặp là mình vội mừng liền. Cái nhãn cầu này nè, nó vừa nhìn thấy, cái lỗ tai này vừa nghe, dân dân nhà mình coi như là từ con mắt mà nó liên lạc năm cái này nè, là mình mừng lắm. Mình đưa vô ba cái này không sao hết trơn á, nhưng cái thằng này nè, nó chạy một lọt, nó chạy một dèo vô hai cái thằng này. Hay nó chạy vô bắt đầu nó báo cáo, à bây giờ đó là hiện giờ có cái người đó vậy, cái người đó là khuôn mặt làm sao, lời nói làm sao, mái tóc làm sao, cử chỉ làm sao, rồi cái hai thằng yêu này nè, nó lục ra liền, nó lục ra người đó ở đâu, người đó ngày xưa làm cái gì, người đó từng hại mình hay là từng giúp đỡ mình, bắt đầu hai thằng này nó lục cắt thời trong cái địa cứng đó, các vị thấy rõ không? Đó cho nên bắt đầu sao, thằng ấy này nó chạy vô nó báo.
nó báo thì hai thằng này nó lục hồ sơ liền. Nó chạy lên đâu nó báo cho năm thằng này thì bắt đầu là sao? Hãy nếu đó là người mình đã từng quý mến hồi xưa thì tự con mắt mình nó sáng lên nữa, đôi mũi mình nó tốt lên, miệng mình nó tươi vui hơn. Còn nếu đó là kẻ thù của mình hồi trước thì sao? Cấp tốc nó mắt nó sụp xuống, mặt mình nó hiện lên cái ửng đỏ, nó giận dữ. Đó, cho nên cái thằng Ý Căn này nè, thằng này nó ghê lắm nè. Dạ, thằng Ý nó chạy, nó báo cáo, nó báo cáo tứ lung tung hết trơn á. Mà nó làm lẹ lắm, các chị thấy nó lẹ ghê lắm. Tự nhiên ví dụ như các chị gặp người nào đó vài giây là thằng này nó làm xong việc rồi, thấy không? Dạ, đúng rồi. Vừa gặp là vui vẻ, nhưng mà trong tức tắc 1, 2, 3, 4 là thằng này, 3 thằng này nó làm việc rồi. Nó nghĩ ra là nó biết rồi. Nó lục lục, cho nên cái đó, bởi vì nó mới nói là từng sát na sanh diệt. Thì như vậy, thì các vị thấy đó, cho nên Đức Phật mới dạy gì? Cuối cùng Đức Phật kêu chúng ta tu là sao? Tự tịnh kỳ ý thôi. Làm sao mà cho các thằng này nó đừng có đi báo cáo. Nó đừng có chạy ra chạy vò, nó thọt tới thọt lui. Thì như vậy thì phải có cái chánh niệm. Thì như vậy thì con người nó không có phiền, không có lo, không có khổ, không có sầu, không có muộn. Chứ còn không khéo đó thôi, phải chi mà nghĩ đó, mà nghĩ để khởi lên cái sự thương, nghĩ lên cái sự giúp đỡ, nghĩ lên cái sự mà làm lợi ích cho người thì nó tốt biết bao nhiêu. Mà nó khởi lên cái sự giận dữ, cái sự bất an, cái sự sầu muộn, cái sự mà mấy mươi năm mình cắt cái lúc nào không hay đó, cái đó mới khổ. Cho nên như vậy đó, Đức Phật bảo tu là phải tu cái thằng này nè, phải canh chừng thằng này nè. Chứ còn mà tu mấy cái thằng này nó ra hát ha, nó chỉ là cái cửa rước vào thôi, nó chỉ là cái cửa tiếp xúc thôi, thằng Ý. Cho nên như vậy mới gọi là tâm viên và ý mã đó. Vì vậy mà ông Ngô Tự Ân á, ông giỏi về cái nghi thức này nè, ông mới đặt ra cái tay du ký đó. Thấy ông tề thi không? Thấy. Nó chạy lên nó đòi lòng trời. Nó ngọc hoàng, ông làm thượng đế bao nhiêu ngàn năm nay rồi, ông xuống đây cho ta lên. Thằng Ý này nó ghê lắm, nó chạy lên đó là ông tề thi, ông thằng Ý đó. Thế thì ngọc hoàng ông nói gì? Ông quả hộ chú đến sàn luôn mà, tại thi nó quýt ông chú đến sàn. Thế thì ông mới chạy mau qua mời Phật tổ Như Lai. Thế thì Phật tổ Như Lai bay qua hỏi ông muốn gì vậy Ngộ Không? Ông giờ tôi muốn làm thượng ngọc đế à. Vậy ông Như Lai ông nói ông ngọc bài cho tôi lên lòng người thượng đế đi. Ông Như Lai mới được, đâu có khó gì, nhưng mà phải có điều kiện, ông phải nhảy qua cái bàn tay của ta, nhảy qua bàn tay của Như Lai. Thì ông tề thiên thì ông cái ý mà, rồi cái ý nó đang ngồi đây chứ nó đi lúc nào cũng hay. Nói là ta đằng dân một cái là 72 phép. Bàn tay của ông gõ 72 dặm, còn bàn tay ông mà nhầm nhò cái gì. Thế thì ông một bèo nói ông đưa ra đi, đưa bàn tay ra. Thì ông đưa bàn tay ra, đâu còn không nhảy lên. Ông lộn mấy vòng, là một vòng ông 72 dặm, bàn tay cái chút xíu mà ông lộn mấy vòng ông còn ông Như Lai này phải vừa đâu nghe, để còn ráng cái bằng đằng dân bãi võ thêm dài lượt nữa. Đằng dân bãi võ tới thì ông nhìn xuống đó, rồi ông ta đi tới đây là cái chân trời rồi. Chân trời rồi, nhìn xuống còn cái năm cái ngọn núi nó lộn chỗ thì thôi. Năm ngọn núi lộn chỗ nó ẩn đỏ. Nhưng mà ông Tề Thiên này nó ký nó ghê lắm, nó về nói chưa chắc gì cha Phật tổ Như Lai đã chấp nhận nha. Bây giờ phải để lại cái mùi khỉ mới được. Dịch mừng tè cái để miếng cái khỉ đây nè. Rồi chưa nữa, còn sợ ông Như Lai ông chối nữa. Lấy cái thước bản ra còn khắc vô đây nè. Đó, thế thì chạy xuống. Phật tổ Như Lai nói Ngộ Không ngươi đi tới đâu rồi? Nói thưa Phật tổ Như Lai là tôi đi tới cái chỗ mà không còn trời đất chi nữa trên. Tới đây chỉ còn anh đông ngọn núi lộn chộn vậy thôi. Trong ngọn núi lộn chộn này nè, ông Như Lai nói chưa có ra khỏi bàn tay của ta đấy. Ông nói sao đó, ông nói ông dòm coi còn cái cuộn nước tái khỉ đông nước này nè, nghe chưa, cái chữ danh nè, còn cuộn nước tái khỉ nữa nè, còn chữ của ông khắc đây nè. Quảng Hồng Như Lai úp xuống hả? Thì đó ý nói cái gì?
dầu cái ý nó có lộn phèo cỡ nào nữa mà không ra khỏi cái Như Lai tàng hay là do thức, không ra khỏi, nhưng mà nó khổ nhất trong cái năm cái mà không ra khỏi là tài sắc danh là thật thì tài sắc danh thật thì cái danh này biết bao nhiêu người chết, cái lợi mà có khi không chết bằng cái danh nha. Tôi mới thấy ngày nay nó có cái nhiều trên mạng, nó có nhiều cái người á, nó cứ phá cái danh từ là mạnh thường quân đó. Yeah. Mạnh thường quân cho nên nó làm những cái tầm bậy tầm bạ, nó muốn nổi danh thôi. Yeah. Tôi thấy như cái chuyện mấy bữa nay nó có hai cái vấn đề mắc cười. Có một cái ông sư mà ông già rồi ông đi tu rồi ông bệnh cái chứng bệnh gì đó rồi ông phải về nhà ổng rồi ông cắt cái am ở đó. Yeah. Rồi có mấy em nó đi làm YouTuber, nó đi quay phim ổng. Rồi ổng thì nếu như mà nói về một mặt nào đó thì ông sư này ổng tu để ông chờ chết. Yeah. Coi như là thường thường á, mấy cái người mà sắp chết họ liều mạng lắm. Cái chị để ý nghe mấy người sắp chết là liều mạng lắm. Yeah. Thật ra ông chờ chết thì không có khe gì nữa hết, không quan trọng gì hết, bởi vì ông bệnh ông không cách nào ông qua khỏi. Yeah. gọi là sơ gan cổ chướng, gọi là bệnh gì cái thời kỳ cuối rồi. Yeah. Chỉ chờ chết cho nên ông anh hùng lắm. Thì mấy em YouTuber nó quay thì ông nói hăng lắm, thường thường mấy người này hăng lắm nha. Hăng lắm, nói là nói vô thường là thôi sư chờ chết con, sư cảm thấy cuộc đời sư không có cần gì hết trên trời á. Cuối cùng nó cứ đeo nó quay vô thì các cái nhà mạnh thường quân, ta gọi là mạnh thường quân, thấy thì sao ông sư này ông tu ngon à. Thì rồi họ xuống thôi, em vô em hỏi cái ông sư này ông cần cái gì thì có thể giúp đỡ. Thế thì cái số lượng mà người ta vô người ta coi lượt view, lượt like nó nhiều quá đi. Cứ nó giúp đỡ thì cái vị này mới chạy xuống nó là coi như là ông sư này nói không, giờ sư là bệnh sắp chết, sư không cần gì hết trơn á. Nếu như sư mà có điều kiện á, sư xây cho sư cái tháp để sư chết có chỗ chôn thôi. Thì bắt đầu từ đó đó thì các cái nhà mà người ta muốn ủng hộ á, người ta thích, người ta ủng hộ, nghe ủng hộ. Thì có một vị thầy, ông điện, ông nhắn tin tôi nói thầy, con định đi thăm cái ông thầy già đó đó, thầy có thể cho sữa này kia cho ổng sữa em xua. Yeah. Thì tôi mới nói là thật sự ra đó, bây giờ Mỹ giờ gửi về phải một tháng mới tới. Yeah. Mà Tết này làm sao gửi, với hai nữa tôi ở tiểu bang này, tôi không có thể nào mà mở cửa cho quý vị nó vô, các Phật tử đồng tâm vô. Đó. Cho nên tôi nói là không có thể nào mà tôi gửi về kịp hết. Mở cái gì vô? Đó, thật ra cho nên tôi mới nói là không có thể nào tôi gửi được trong lúc này. Thì bây giờ thôi thì mình rồi, cảm ơn quý vị nha. Mình biết rằng á là ông thầy này ổng khi mà lên trên mạng như vậy thì sẽ nhiều người ủng hộ ổng, cho nên tôi mới nói thôi bây giờ mình từ chối khéo là tôi không ủng hộ, tôi không có điều kiện trong lúc này, mới vừa làm từ thiện xong. Hơn nữa đó, gia đình của mấy vị mà ở trên tà đó đã có điện cho tôi nói rằng là thưa thầy, con thấy ông thầy lên mạng vậy thầy thấy sao. Thì thật lòng mà nói đó, tôi không dám cản. Tôi nói ồ, nếu các vị muốn giúp đỡ rất là tốt, chứ mình làm sao mà dám cản cái điều thiện của người ta. Dù rằng biết rằng cái tâm lý là ông thầy này sẽ được rất nhiều người ủng hộ. Các vị để ý coi, thứ nhất á là vì hoàn cảnh ngày nay họ đang bất mãn mấy ông thầy tu trẻ. Yeah. Vì mấy tu trẻ lôi thôi quá, mang tiếng nhiều quá. Yeah. Ông thì gái, ông thì bạc bài, ông thì ăn nhậu, cho nên ta thấy ông thầy già này sắp chết nữa thì họ nghĩ rằng là chắc ăn rồi. Yeah. Cho nên họ sẽ đổ dồn về cái ông thầy này, tôi sẽ biết như vậy mà tôi nói không được. Nếu mà tôi cản á thì quý vị nói thầy chùa ở nhau, thầy tu ở nhau, mà ông thầy kiểu ông già mà ông bệnh mà thầy còn nói ra nữa, phải không? Cho nên Phật tử điện cho tôi nói thôi rất là tốt cô, nếu cô có điều kiện, hay là Phật tử có điều kiện thì họ nói vợ thưa thầy,
con đã cho gia đình con Việt Nam á, tìm tới Sa Đéc, đưa tận tay, giúp tận tay cho ông thầy đó thế này kia là tôi mừng rồi. Thế thì mọi người khác hỏi tôi nữa thì tôi đâu có dám nói gì, tôi chỉ nói là tôi không có điều kiện thôi. Cho tới trưa ngày hôm qua đó, các vị biết cái em YouTuber đó, nó đem xuống một cái vali tiền luôn. Mà ông sư đó đó, ổng ngồi dậy, ổng bệnh là ổng coi như mình sắp chết đó nghe, mà ổng lòi dậy ổng nói câu mình nghe rất là dễ thương. Ổng nói, không phải ổng nói tiền, ổng nói nghe các Phật tử, các thiện nam tín nữ thương sư, cái làm cho sư có tinh thần sư khỏe vậy. Ổng ngồi vậy ổng kéo chân còn cái nhà ngon lành, ổng cầm số tiền đó ổng muốn ngã ra ổng chết luôn. Nói cuộc đời sư chưa từng cầm số tiền như vậy, trong khi cuộc đời sư chỉ muốn rằng là có khoảng chừng 100 triệu sư xây cái tháp cho sư thôi. Mà không ngờ bây giờ số tiền đó tiền khủng luôn, là một người thôi mà 300 mấy chục triệu, mà tiền giấy 500 con ông sư ông cầm ông ngã ra ông sư thì ông chết luôn đâu biết. Thế thì bắt đầu quý vị sẽ nghĩ tương lai sao? Tôi nói vậy quý vị đủ hiểu nè đó. Nhưng mà bây giờ thí dụ ngay lúc đầu tôi sẽ biết tình trạng nó dẫn tới tình trạng này, nhưng mà mình không dám cản người ta làm phước. Mình cản bậy thì không đúng, nó mang cái tội. Hơn nữa người ta hiểu lầm, tôi nói bộ chắc thầy muốn cho thầy sao mà con hỏi thầy, thầy cản, phải không? Rồi bắt đầu ông sư này ông bệnh, ông nằm một chỗ như vậy thì ông ôm cái số tiền cả tỷ như vậy đi, tôi cho là gom là hết cả tỷ, thì ông có yên không? Có yên được phút giây nào? Trong khi hồi xưa đó là ông nằm ông chờ chết, ông nói thôi kệ ông chờ chết, tới mức độ mà ông nói rằng á là mỗi cái kỳ mà đi khám bệnh của ông thì cái xe mà từ thiện nó cho đi không, ông trả tiền dầu thôi, tiền xăng thôi. Và tới cuối cùng có một cái cô nào đó nó tới nó gạt hết 10 mấy triệu tiền xăng đó, cũng có người gạt. Thế thì ông khóc quá trời vì mất 10 mấy triệu không có tiền để trả tiền xăng. Thì ông nói với cái xe từ thiện nó nói ông sư an tâm đi, con chở sư không, tại vì sư muốn phụ tiền xăng tụi con mới lấy. Và bây giờ sư không có thì con vẫn chở, con làm từ thiện mà. Vậy mà ông khóc, thì nhờ 10 mấy triệu ông khóc đó mà ngày nay ra tiền tỷ. Thì bắt đầu các vị nghĩ cái ông sư này ông còn, ông ham sống, không sợ chết. Đó, tôi nói vậy thì tôi lại nhớ một câu chuyện này, cho nên tôi rất thương ông sư này. Thương là cuối cùng như hồi nãy tôi nói là đồng tiền nó hai mặt. Hồi đó có một cái tên lính ra trận, cũng trở lại ông vua nữa. Bữa nay cái câu chuyện nhiều lắm, các bài học nào cũng hết nữa nè. Từ cái chuyện này mà đập vào cái đầu của mình á, có một ông lính ra trận, coi như ông ra đánh trận, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, mà cái thân của ông ốm hơn ông Đan nữa. Ông tanh, ông tay, ông bệnh, đủ thứ bệnh hết trơn á, mà ông đánh đâu thắng đó. Là quý vị biết tại sao không? Cho tới ông vua ông mới mời, ông mới mời ông lính này, ông nói trọng khá khen cho ngươi. Đúng ra một đại tướng sói thì phải là tướng phương phi cỡ như mày tiền tài này, phải không? Thì ông tiền tài này ra trận thì quân địch nó mới sợ, tôi gọi lấy thịt đè người. Chứ cỡ như ông đang ra trận ai sợ? Nhưng mà trọng khác khen cho ngươi. Tại sao ngươi là ốm o như vậy mà sao ngươi đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó. Còn mấy thằng bọc vô tiền tài này là coi như đi ra trận chưa hẳn là thắng. Thì cái anh này mới nói thiệt, anh nói dạ to bệ hạ, hạ thần giờ không giống gì bệ hạ, hạ thần bộ đồ lòng hạ thần nó tiêm hết lên rồi, tiêm gan phèo phổi nó cháy mẹ hết rồi, cho nên hạ thần nghĩ hạ thần sống thêm cũng không có lợi ích chi, thôi thì bây giờ ra trận thì hạ thần cứ sống tới gì nữa. Cứ đâm tới vậy là thằng nào chết chết, lỡ mà nó có đâm trúng hạ thần chết không lẽ nó. Nó còn sướng hơn hạ thần sống mà có người hạ thần nó tiêu mẹ hết trơn hết trụi rồi. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Thế thì ông liều rồi, liều ông vua suy nghĩ nó cha, thằng này nó bệnh tùm lum mà nó còn hăng như vậy đó. Mà nếu mà cho các cái quan ngữ y đó mà trị cho nó mà nó trở thành cái tướng nó mập mạp nó lớn như hiện tại này chắc nó còn hăng cỡ nào nữa. Thế thì ông mới kêu hết các ông quan ngữ y trong cái đất nước ông đó về để trị bệnh cho cái anh này, anh hết bệnh.
Thế thì bắt đầu trị anh hết bệnh tim gan phải hỏi hết bệnh rồi, anh trở thành con người bình thường. Thân tướng béo mập rồi, thế thì anh ra trận nào thua trận đó, ra trận nào thua trận đó, rút trước ra trận nào thua trận đó. Ông vô ông mới tức, ông mới kêu là hôm nay tại sao hồi xưa đó là ông ốm ho, ông bệnh tật mà ông ra trận nào là ông thắng trận đó. Mà tổng cho người trị cho ông hết bệnh, để ông thân tướng ông khỏe mạnh, mà tại sao ông đánh đầu thua đó, đánh đầu thua đó. Ông nói dạ tao bị hạ, hồi lúc đó là hạ thần có cái sổ tử rồi, có cái sổ tử rồi, cho nên hạ thần nghĩ trước cũng chết, sau cũng chết. Mà để thân thể hạ thần mà nó bệnh tật, nó dày dò, nó mệt quá đi, cho nên hạ thần liều một sống một chết. Bây giờ hạ thần hết bệnh rồi, đang vợ đẹp, đang con sinh. Hạ thần chết một cái nữa thì nó uống. Cho nên thì vậy mà đi ra trận hạ thần cứ sợ chết không à. Không dám liều nữa. Không dám liều. Đó thì cái câu chuyện đó các chị nghĩ ý tôi nói vậy, các chị hiểu ý tôi nói gì là gì. Giá như ông sư này, ông thật sự ông tu thiệt đó, chứ tôi không nói là ông tu giả. Nhưng mà nếu đừng có những cái đồng tiền mà rót về như vậy đó, thì coi chừng là ông này ông liều mạng, ông nghĩ là nay mai ông chết, thế nên ông sẽ tu cho tới giải thoát. Nhưng bây giờ là chắc chắn là tối ngày là ông bộ không ăn. Bao giờ dám bỏ cục tiền đó. Ông bồn ăn, bồn ăn. Thậm chí coi chừng vì cục tiền đó mà mất mạng, chết thành quỷ nữa. Đó là sự thật. Các vị nhớ, trên đời này có cái chuyện gì mà nó không xảy ra. Đúng rồi. Nhất là xung quanh bà con dòng họ là ở xung quanh ông chỉ cắt cho một cái tum húm vậy thôi. Chứ nếu như mà khéo sắp xếp được á, thì đưa ông sư này trở về chùa. Các vị thấy đúng không? Trở về cái chùa mà ông xuất gia đó. Nhờ những vị trong chùa nuôi. Rõ ràng là số tiền này giao cho thầy trụ trì. Thầy bổn sư xuất gia, ông nó bị ông lớn tuổi ông tu muộn. Thì đâu vào đó rõ ràng. Thì quả chăng ông này còn hăng máu để mà tu. Chứ bây giờ là thấy rồi nè. Cuối cùng cái đồng tiền tiền này, nhiều quá nó ma lực. Nó ma lực nó, cho nên tôi nằm tôi ngồi tôi suy nghĩ thấy thương. Thấy thương chứ không phải ganh tị, không phải đáng ghét mà thấy thương. Cuối cùng vì đồng tiền. Bởi vì tôi mới suy nghĩ hôm nay tôi giảng vậy hết giờ nè. Tới là cái bài này thiếu lại nữa rồi đó. Rồi, con cảm ơn thầy. Dạ. Nó tùy duyên rồi thầy ơi. Ok. Cái bài này thiếu lại, qua tới giảng tiếp. Dạ, ok. Cứ giống như mình không có tất niên, mình cũng không có tất mới. Rồi, thôi. Dạ, cảm ơn thầy.